Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một sản phẩm mới trong bộ sưu tập nồi điện tự nấu của nhà Wifi 3, nồi lẩu điện 2i1 với dung tích 1,5 lít. Sản phẩm được đóng gói kỹ bằng xốp chuyên dụng như thế này đây. Các thông số kỹ thuật và thông tin bảo hành được in đầy đủ trên hộp nên khi mua mọi người nhớ xem để liên hệ nhé. Khi mở hộp sẽ thấy ngay một quyển hướng dẫn sử dụng chi tiết và hướng dẫn liên hệ bảo hành. Mọi người nhớ check kỹ. Tiếp đến nắp nồi. Thân nồi và một dây điện tách rời dài 80cm. Nắp nồi làm bằng kính cường lực trong suốt có thể thấy được thức ăn trong quá trình chế biến, có lỗ thoáng khí, bay hơi. Thiết kế thông minh, mình có chức năng chắt nước. Thân nồi được làm bằng nhựa PP cách nhiệt bảo vệ người dùng. Lòng nồi có lớp chống dính teflon dễ vệ sinh, đáy tản nhiệt đều. Tay cầm cũng được làm bằng nhựa PP cách nhiệt. Nồi với dung tích 1,5 lít có thể chiên, xào, kho, canh, rất nhiều món không riêng gì nấu lẩu nha. Khi cắm điện mọi người sẽ thấy đèn ở nút sáng đỏ lên, nhưng vẫn ở trạng thái chờ và chưa hoạt động. Sản phẩm với hai mức độ nhiệt, mọi người điều chỉnh ở nút xoay này đây. Khi xoay nút đến trạng thái 1, nghĩa nồi được làm nóng. Nó thích hợp để nấu những món kho, xào hoặc hâm nóng thức ăn. Ở trạng thái 2 này, nồi đang đun lửa lớn và nồi được làm nóng nhanh hơn. Mọi người có thể dùng mức này để nấu lẩu, canh, súp, tùy vào nhu cầu và món ăn của mình mà mọi người có mức nhiệt phù hợp là thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng nồi sau khi sản phẩm trở về trạng thái bình thường. Lưu ý, nồi có chế độ an toàn nên hãy để ở điện thật khô ráo thì mới sử dụng được nhé. Mình đã giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng nồi lẩu điện 2i1 Wifi 3. Nếu mọi người còn thắc mắc, xin hãy để lại bình luận hoặc liên hệ đến hotline. Wifi 3 xin tận tình giải đáp. Mọi người nhớ để lại một lượt đăng ký kênh để đón xem những clip mới đến từ Wifi 3 nhé.